ban đầu đây đúng không? Ban đầu đi, mày quay ban đầu đi. Đây. Quay rồi. À, từ từ không phải xoay cả mặt sau nữa để xem. Đấy. Đâu? Rồi, bây giờ lại nhét nó vào. Bây giờ nhét nó vào. Đấy. Thế thì anh em chọn phương án nào? Đấy, cho người ta chọn phương án đi, xem phương án nào hay hơn. Đấy. Đấy, ông bị dị ứng với những cái mà nó cười quanh năm nó không khép lại được. Ấy quá này để chung là tông lắc vừa nãy là còn xoay được ngược lại cơ mà nhỉ? Vừa nãy còn xoay được ngược lại. Đấy. Nếu có thứ thì này, cắt thủng ở đây. Thủng lên thế này cơ. Đây, nó có thủng lên thế này. Rồi, thì bây giờ chỉ chốt 32 nhé. 32. Đây, đây. Chốt. Đúng đồ chưa? Chốt. Đúng đồ chưa? Làm thế nào đây? Đến đâu? Hội đồng cố vấn á. Ông muốn cắt cắt thế nào? Cắt bỏ đấy á? Cắt đấy xong được, nhưng mà ra mà lấy được cái chân kia thì mệt lắm. Ý là bỏ cả cái này đi á? Bỏ cả đi á? Làm hai cây. À, làm hai cây à? Hai cây nghĩa là như nào nhỉ? Ông nghĩ ông làm gì? Ông nghĩ đây một con thân này, đây cắt đây một thân. Này là một cây nữa. Đây à? Cái này là phải bỏ rồi, cái này là phải bỏ từ đây rồi. Cắt đến đây à? Cắt cụt luôn à? Xong thì tính thế nào tiếp? Đây là cắt rồi đây này còn gì nữa? Rồi, cắt đấy vừa cắt xong. Triển khai cuối cùng trở thành thân triển đạt chính luôn. Bởi vì là tác động vật lý rồi thì giờ phải thịt thôi. Nếu mà làm cái này xong rồi đục vứt được. Con này là có cái giếng rời bầu dục hay ấy nhỉ? Bầu dục. Giếng này giếng án dốc quá. Bầu dục à. Cười cứ quanh năm cười này không ngậm miệng được, không ngậm lại được miệng. Này bảo hàng ương thì chết rồi. Rồi, mời các ông nha. Sai lầm mình đùa thế hơi quá, đúng không? Quá. Từng vi kìa. Từng vi 2 triệu, à cái từng vi 5 triệu rưỡi. Đấy, đấy, đấy. Nhập ra cái sân niêu. Năm đồng rưỡi. Giữ cho cái. Đấy, úi giời, cưa. Bảo rồi, cắt phở hết mẹ rồi nhau. Úi giời. Không, cơ bản là ông ấy đứng ngồi hơi cao. Ông ngồi thấp xuống. Đấy. Nó bị vênh mạnh như thế. Bẻ ngược lên. Bây giờ làm thêm một thớt nữa. À, rồi, xong rồi. Lúc vừa nãy mà phẳng cưa luôn theo là được, chứ mà dừng lại cái là túa ra, hiểu không ạ? Bây giờ có thể chấp nhận là biết đá vào cái bể đó. Đây, nó lại phải giữ. Giữ đây. Ôi hương có cây dưới cơ đẹp nhưng mà 25 củ. Hương. Không, nhưng mà chưa bán những cây dưới đẹp đấy. Chú lấy cây tre bán được. Không mua cái đấy là bán được. Báo 1 triệu chú chắc chỉ tầm nửa. Cái đấy bán được. Khuyên chú, ế anh lấy lại cho. Thật. Nghe chưa? Cây đấy sạch sẽ chậu trước rồi. Hai cây tre hai thân nhỏ xinh mà lại. Ôi trời. Đấy, một cây kia. Đờ vứt đi cho. Vứt sang kia kìa, để đấy làm gì? Cây này sao nó mới là cái thế là bỏ gì? Thế từng bỏ đi. Trồng kiểu linh nam, trồng này. Nhưng mà cái này bây giờ ông bỏ là hơi khó đấy. Bây giờ có chỗ này có khoảng 4 người. Chia làm thế nào bây giờ? Này ông nào tính đủ 3 vai này, đóng 1 vai ở đây này. Đấy. Ôi, đóng là gì? Đóng là chứ.
đóng đúng chỗ này này. Đóng rồi đây là đóng vào đây. Đây chỗ này này. Đấy, một cặp bố tín đồ ba mai này đóng tận dụng rồi đấy. Trời. Đồ lắm. Kinh nhỉ. Cắt dễ cái đấy. Cắt cả cái này đi. Đây về ghép mộng. Đây nó lên cái này ra đây này. Đấy. Được con này đủ, con này là làm độc lập. Chứ bây giờ là ông thích cây nào nhất? Chắc cái gốc này nhất đúng không? Cái này còn phải độc nhiều. Ừ. Ông ý là đang cái cây chính nó vẫn là mục tiêu vẫn là cái này thôi, cái kia thì hết xui thôi đúng không? Đấy. Yên chí sau này nó thành các cái để mẹ lộ thằng này không có nhiều. Bắt cày thằng ấy ra với cái thằng kia đấy cứ. Thằng này là thằng của thằng quá. Để thế này nó đan nhau. Để nó đan nhau đâu, cái này là đỡ đi, biết bắt được cái này. Cái này chuyển xuống thì tại cái này nhất thân đến là xuống. Để về xong mình thu lại thằng này, thu lại thằng này nữa thì khoảng này. Em nghĩ là có được phết chứ tiền nhỉ. Quá đẹp. Đây này, phết bỏ cái này này. Đấy à. Bỏ này ra này. Thế mà cho ông khác thì cho ông khác mà cắt vừa nãy chắc thì sợ lắm. Bỏ cái này này, ừ. Ra cái thân nó độc lập ra nó như thế này. Ok quá. Đấy, chứ còn cái dưới này mà để là cũng hỏng hết cây. Đấy, chuyển đổi số trà đá quẹt đấy này. Quẹt. Đây lại không dùng tiền mặt. Đúng không? Chưa. Bọn đi ăn xin ở đường nhiều quẹt mà. Việt Nam thì cái gì cũng chạy chóng hay. Việt phải đi trước rồi. Nhưng mà vẫn dùng tiền mặt, không nhất định là không dùng. Có tài khoản, không có tiền này. Ui, về bọn nó lại cứ mẹ ném cho tiền xu với kinh. Cứ đi mua cái gì phát nó làm cho một lắm tiền xu này, kinh lắm. Tiền khác bây giờ thì không quay sang thì nó ta dùng tiền mặt này. Tiền mặt. À, bên đấy nó không có quẹt ngân hàng này. Đúng rồi. À, mẹ thế. Cái truyền thống của nó là sang đấy mà bảo là thanh toán của ngân hàng này hiếm lắm, ít lắm. Và siêu thị nó không cho chuyển khoản. Ê lại. Thế hôm anh nghe cái này tao nhìn quen lắm. Chiến đạt nó nói về vấn đề đấy. Ừ. Vẫn đổ ở đây chưa gì nữa. Bọn nó là nó luật pháp nó nghiêm, với lại cái văn hóa nó là không làm phiền người khác. Đến cái cửa nó không bao giờ nó mở cửa luôn. Nghĩa là ví dụ hàng xóm đây mà mở cửa ra hàng xóm ý kiến ngay, mày định nhìn sang nhà tao cái gì ấy. Kín như bưng luôn. Nhà thì to nhưng mà cái cửa nó rất bé, anh hơi lạ. Anh nó thực tế lắm. Mấy cái nhà vệ sinh hay là cái gì nó chỉ đủ dùng thôi, không có to hoành tráng gì cả. Có mình với thằng Tàu là cái gì khoái to. Mình là giống thằng Tàu. Đấy, còn một Nhật nó thực dụng. Ông mẹ có rác rưởi ông có để ở nhà ông bẩn thoải mái, nhưng mà cấm được ra đến vỉa hè là phải sạch như là lau chùi. Nhưng mà vào nhà bọn nó cũng bẩn lắm. Nhưng mà bẩn là chỉ được ở nhà may thôi. Ra ngoài là nó phạt cho ngay. Đặt đấy đây là sang đấy là 10 ngày. À, 9 ngày, 9 ngày. Và phố lên đỏ liên tục. Đi quay thử được thế nào? Chỗ đấy không quay, vì chỗ đấy nó là bên của băng đảng, nó thầu hơi nhạy cảm. Mình quen rồi, bên ý thì không nói, nhưng mà mình nó gần như là trong đấy nôm na nói thì ngoài vòng pháp luật thì hơi quá, nhưng mà ý là trong đấy là các ông tự xử với nhau. Nó lên cả phòng, nó quay từng giường một. Vâng. Bên là văn hóa đấy mà. Ừ. Các hàng cổ xưa. Có Nhật là văn hóa thì chuẩn. Có Nhật thì văn hóa thì dùng nó đảng. Cái này sau đẹp kinh doanh. Vâng. Cái này sau ra làm nhà nữ cần thiết đi đến đấy được. Có nhu cầu ai cũng đi. Nó có phú phò đấy. Ô tô nó vứt bỏ đầy đường. Có mơ cái nó ra được với như có cái này nó phải đọc hoàng. Đứng đánh đánh gà. Để biển rõ ràng là giá cả bao nhiêu là rõ ràng luôn. Nói chung là luật pháp nó của nó chặt chẽ. Không như mình cứ gọi là cấm nhưng mà có cấm được đâu. Cấm như vậy thành đấy. Không cấm. Đấy.
chuẩn bị ở đây chỗ trung tâm này nó cho mở dịch luôn rồi. Chợ cây và chợ đào ấy, chợ gà. Ok chưa? Đóng vào cái dưới đấy là hay đóng vào chỗ này nào? Đóng chỗ này. Cắt bỏ thằng này cho bị đóng dưới đóng này rồi đóng. Đây thương. Làm cái chỗ này nó bớt đi tí này, vào đây luôn. Cái tròn tròn này vào chỗ này luôn. Thì nó úp được cả vào cái này luôn. Đấy, sao sửa cái này đi. Đây được cây ba vai ngon rồi không ạ? Đây. Dính luôn rồi này. Dính luôn rồi đấy. Đấy. Đẹp chưa? Thấy chưa? Ok chưa? Thôi buộc dây đi nhanh với bà gái thì xong luôn, dính luôn. Thế này mình nhanh lên tiền. Đây tiền cắt vào cái này đúng không? Không, cắt cái này, còn cái này thì cho nó sưng ra cái đã. Không có chạy cái này vải ra cũng được. Ba vai nhưng bên này nó bay xa ra được. Chuẩn luôn. Ê, có thay đổi ý tưởng không? Không. Chốt thế này nhá. Chốt thế này nhá. Đấy. Ôi giời này. Cắt vắt vừa luôn. Bỏ mẹ rồi. Chết rồi. Này kín cả bên này. Cái kia cái này. Thôi vắt từ đây vào cái này rồi. Đóng khéo đấy. Vắt là vắt vừa đủ luôn đấy. Này, cái vắt chéo này là vừa sinh vào cái độ nghiêng của cái này luôn. Đấy, lùa vào, lấy đục lùa vào cái này là xong. Đây, đoạn đây đúng không? Đoạn đây thì cắt bỏ đây thì lấy cái vai này ra đây thì để bỏ. Không, cái này thì không nên cắt bỏ, cái này vảy từ đây ra được. Hơi dài tí nhưng mà cái tay này nó nghịch, nó lệch ra. Cắt bỏ. Được đấy. Ôi, ngon rồi. Đây. Ngon rồi. Đấy. Bên đây. Ui, đây. Quá ngon luôn. Cắt luôn cái này đi, cắt luôn cái này, có tính cắt luôn cái này. Không cần cắt cái này, chỉ cắt cái chân này đi thôi. Bệ luôn. Móc cái này, bửa cái này ra này. Cho rộng bệ. Đấy, chỗ này bệ nó phải ra đến đây. Mà lạ rất đẹp chứ, đây hạ từ đây thì còn đúng dòng cầu luôn. Rồi. Đấy. Trong vườn này cũng rất là dễ, không đẹp. Thoải mái. Dạ. Ngon rồi. Đừng cắt không ạ? Ăn to rồi. Ăn to rồi. Đấy, nó phải thế nó mới gấu cây. Thấy chưa? Mẹ, đúng cái lỗ này nó dành cho nó rồi. Chỗ này để cho nó rồi. Để nguy cây là phải là cây giáng dịch. Đấy, thấy chưa? Cái tay này đừng có cắt ngắn nhá. Cái tay này đừng có cắt ngắn. Đấy, úi giời này, dính luôn. Đáng đẹp. Sau đây là ra đây mà cả. Có cắt cái này thì cắt này. Cắt bớt ngắn cái chân này đi. Anh mua lại chấp mà vẫn sống rồi. Ok rồi, đẹp. Ngon rồi. Rồi. Duyệt. Như lúc cũ á. Ban đầu đây đúng không? Ban đầu đây. Quay thoải mái. Rồi. Quay tỉ đấy. Từ từ không phải xoay cả mặt sau nữa để xem. Có, quay từ đâu. Đấy. Từ đâu. Nhưng mà anh chưa sợ anh. Rồi, bây giờ lại nhét nó vào. Đây, nhét nó vào. Đấy. Thế thì anh em chọn phương án nào? Đấy, cho người ta chọn phương án đi, xem phương án nào hay hơn. Đấy. Cái hạt này được chui qua. Đấy, ông bị dị ứng với những cái mà nó cười quanh năm nó không khép lại được. Đấy, quá này ra để chung là tông lắc tông lốc này. Vừa nãy là còn xoay được ngược lại cơ mà nhỉ? Vừa nãy còn xoay được ngược lại. Đấy. Nếu mà thế thì lại cắt thủng ở đây, không cắt thủng ở đây. Đây, tôi định cắt thủng ở này thì nó thủng lên từ này cơ. Đây, nó có thủng lên này. Rồi, thì bây giờ chỉ chốt ba vai nhé. Ba vai. Cái mũ đấy à? Đây. Chốt. Đúng đồ chưa? Đồ này đẹp. Đây. Chốt. Đúng đồ chưa? Hay già. Ừ, già. Già mà. Già đanh đìa. Ốc quạt, ốc viêu, đầy chốt. Đây là cho là. Con này đẳng cấp đấy. Đúng đồ của thức đây. Thật như hóa thạch luôn nhỉ. Mua kiện à? Bây giờ chỉ phép cộng thôi chứ vừa mua đấy. Không cất cái này không có nó đút túi mất. Để mua 3,5 triệu cho. Thế sang ngang cái này cũng được. Sang ngang đổi 2 lấy 1. Đổi 2 lấy 1.
lại ngon. Chả đổi được. Nhưng mà cái này nó cao hơn cái của tôi đi. Chả đổi được cái gì. Nói đùa không đổi, tiền vặt hết. Đúng. Một là tài khoản, hai là tiền mặt. Quê chứ điền léo. Quê chất đẹp, giá đẹp. Điền à. Nhưng mà quê này thì ông thức sáng nay cũng ra chợ rồi mà. Vừa ngồi đây. Chân rồi. Chân không đẹp nhưng mà phải đẹp. Đẹp, chân này đẹp rồi. Đã không, chân nó không đẹp nhưng mà nó vào nẹp vào cái văn nhân này nó lại đẹp. Đây có cái này là ổn rồi. Gần guốc đấy, nhìn thấy chưa? Hóa bệ biết hóa này là được rồi. Cởi cởi à, ông cởi à? Cởi càng muốn mua. Mua xong rồi ông đã cởi đâu, có khéo trượt xem chứ. Tôi xem rồi, tôi xem rồi. Xem rồi. Xem rồi, ông buộc lại, ông mới buộc chặt thế này. Nó mà chậu quý quá nên nó không mua đây nè. Đấy. Tôi rõ. Rõ. Đấy, có cái dế này là đẹp rồi. Giống này thì đẹp. Chân văn nhân thế này mới đẹp. Văn nhân thế này nè. Chân văn nhân này mới là đẹp. Còn đặc cả có đẹp. Điểm vời cái này là văn phải này. Con này là nhí ông tệ rồi. Alo. Nhí ông tệ rồi. Đâu? Chốt nhẹ. Nhưng ông tệ tiền 3 triệu rưỡi. Ông tệ không tấn nữa à? coi như chưa từng nhìn thấy. Ông này chập thò tí cho nên bán từ sáng rồi. Bác sĩ chuyên khoa sản đây bây giờ là về. Thế thì bảo rồi mới ăn đưa cái tiền đi nước không ra được vài triệu. Nghĩa tiền nước nha, tiền nước mới đặt đấu này có 40 phố. Thật ra là nó tiền nhà nước nó ấy là 2.000 mấy, hơn 2.000. Đấy. Chưa về được. Chưa về được. Đấy. Vẫn còn lấn cấn lắm. Thôi đi bán dưa đi. Dưa. Có dưa xiêm không? Đúng, con phiên dưa già. Dưa dưa già. Toàn đây để anh ấy nhá. Toàn đây. Toàn đây. Mẹ chưa bán được cây nào. Để đấy Thuận ơi. Ông đẹp à. Ông bở này đẹp lắm. Ôi còn cất vỏ cái kia nữa không ạ. Ông ơi cất cái này. Cất đi ông vời nó mẹ nó múc mất đấy. Bên đấy. Chúc nhận thức giống. Không nhận được đấy. Có gì con cháu nó chịu lo gì. Okay. Tôi nào con này là chắc chắn là nó làm ra thì... Ôi, nó ăn sang đến bên này rồi. Chắc chắn này là sẽ đúng. Cưa đứt đục suốt luôn. Cưa đứt đục. Đấy,
nó đang ăn vào bên này đấy. Ôi giời. Đấy. Ôi giời ơi. Đây, ghẹt. Ừ. Còn động thức thì dưới nữa bắt đầu nó mới ra lộ được cái cổ đấy. Đấy. Chắc chắn là cái cổ rồi. Đấy, bây giờ là có miệng chúm chím đấy rồi. Ghép thì ghép, không ghép thì lấy cái này ra. À, rồi. Không cần phải lấy cái này, không cần phải ghép. Nó mới ra được cái hồn, không có nhìn cái này nữa. Nó mất cái đường chạy này. Ừ. Mình lúc nào là mình phải tính cái đường chạy, đường lui đấy. Đây là cái đường nó đang đẹp này. Chạy. Đây là chạy từ đây này. Đấy. Kết quả đấy. Tí nữa, thêm tí nữa là ok. Kết quả đấy, tí nữa. Dành dành cái ship này gì vậy? Hả? Bây giờ mà không nhìn lại tư liệu lúc nãy thì ai mà tưởng tượng lúc nãy là thế nào? Bớt đi nhiều không mà lại hơn tiền. Đây bớt đi bao nhiêu? Đục như đục chuối nhỉ? Đài Đài Loan Trung Quốc. Ông mà sang Trung Quốc ông nói thế được. Ông mà sang Đài Loan mà nói là Trung Quốc là chết dở đấy. Đài Loan là khác Trung Quốc. Khác chứ. Mình gặp thằng Trung Quốc thì mình bảo là Đài Loan Trung Quốc được. À. Đấy, mình sang Đài Loan mà Đài Loan Trung Quốc là chết đấy. Của em giữ xe này, đổ của xe này rồi. Cảm ơn các tay. Kỷ niệm ít này về ngâm rượu. Đây là do nó ra cái góc rất đẹp nha. Ừ. Cứ làm xong thấy đẹp là được. Đó. Lùa bỏ cái vỏ này nữa là xong. Để thử nhét cái kia vào xem nó thế nào. Nó có hợp ví không? Tay. Xoay xoay ở đâu rồi. Bên này thì vẫn thế, bên kia không biết thế nào. Bên này thì lại càng đẹp, bên này thì à, thế à? Độ ra đẹp đây. Xoay. Nhét được. Bên này thì ra là thành sâu cây này. Sâu. Cố vấn kỹ thuật kìa. Gật gù tâm đắc kìa. Gật gù. Rồi, ghép như thế không ai. Tôi bán nhanh 5 củ thôi.